cội gốc công đức từ đâu mà có từ đại trí đại nguyện đại hạnh đại giải từ đó mà có họ thật làm kinh thắng mang bảo quật nói đây là lời giải thích thế nào là công đức Đức tức là được Ngày xưa hai chữ này được dùng chung Nghĩa là quý vị thật sự có được Được gì? Được công tu hành Cho nên ở đây luôn tiện nhắc nhở quý vị Thật sự đạt được công tu tập Gọi là công đức thông thường đem tiền để làm việc tốt không phải là công đức đem tiền để làm việc tốt đó là phước đức không phải công đức chúng ta nhớ lại ngày trước khi tổ sư đạt ma vừa đến trung quốc gặp lương dọa đi Lương Dọa Đệ là một người hộ Pháp của nhà Phật Nghe nói có một cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc Thì vô cùng hoan nghênh Mời Ngài gặp mặt Khi gặp nhau Ông rất đặc ý Nói với Tổ sư Đạt Ma rằng Ông ta một đời làm những việc hỗ trì Phật Pháp Đã xây được hơn 480 tòa đạo tràng cho Phật Pháp Tức là tự diện Dùng sức lực của quốc gia để thực hiện Chỉ cần có người xuất gia là vua vui mừng Ông hộ Pháp, ông cúng dường Mười mấy vạn người Thật là đại hộ Pháp số một của Phật giáo vua thiện giáo với tổ sư Đạt Ma Công đức của tôi có lớn không? trong lòng vua nghĩ tổ sư đạt ma nhất định sẽ khen ngợi ông ta không ngờ rằng tổ sư đạt ma nói với ông ta không có công đức gì nghe câu trả lời vua nổi giận đuổi tổ sư đạt ma về tiện khách không nói nữa tiện khách tổ sư đạt ma đến chùa thiếu lâm diện bích Diện bích chín năm Mới chờ được một vị như quệ khả Thật tuyệt vời Có người để truyền pháp được rồi Chuyện này nói lên điều gì Công đức và phước đức là hai việc khác nhau Lương dọa để tu được Đó là phước đức Nếu ông ta hỏi chúng ta Phước đức nhiều hay ít Vậy thì rất lớn rất lớn Ông ta tu được là đại phước báo Công đức thì sao không có công đức Công đức là bản thân Thật sự tu tập Ví dụ quý vị trì giới Trì giới thật sự Có công phu sẽ đắc định Định đó chính là công đức Tu định Có công đức liền khai ngộ Khai ngộ là công đức tu định Điều này không liên quan với việc quý vị đem tiền làm việc tốt Làm những việc tốt gì, sự nghiệp từ thiện gì cũng không liên quan Đạo lý này quý vị nhất định phải hiểu Rất nhiều người không phân biệt được công đức và phước đức nhưng trong công đức chắc chắn có phước đức Trong phước đức không có công đức Chúng ta phải hiểu rõ ràng Hiểu thấu đáo vấn đề này Thật sự trì giới Như học đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Quý vị có công Tâm quý vị thanh tịnh Trí tuệ tăng trưởng giúp quý vị phá mê khai ngộ đoạn nghi sinh tính đó là công đức nếu quý vị không chân tu thì lấy đâu ra công đức nhưng điều đáng lo nhất của công đức là nóng nảy trong kinh Phật thường nói lửa cháy rừng công đức quý vị xem tu được thật nhiều công đức công đức là giới định tuệ chỉ cần nổi nóng là xong tu công đức cả một đời khi lâm chung lại sân si nổi lên thế là mật hết bởi thì tổ sư đại đức dạy chúng ta khi lâm chung phải chăm sóc để cho họ đi một cách nhẹ nhàng bình an đừng để họ bực tức Đừng đụng chạm vào họ Chiếc giường họ đang nằm Giường cũng không nên đụng vào Cũng nên đứng cách xa một tí Không nên đụng đến họ Tại sao vậy? Đụng vào sợ họ sẽ đau đớn Họ liền sinh tâm oán hận Như thế sẽ rắc rối Lúc lâm chung nếu nổi lên nóng giận Vừa không hài lòng liền đọa vào địa ngục Vấn đề thông thường này không thể không biết Khi lâm chung phải ra đi một cách an lành Khi đã tắt thở Trong kinh Phật dạy Phải 8 giờ sau mới đụng đến họ Lúc đó mới thay quần áo tắm rửa cho họ Có thể đụng đến họ Trong vòng 8 tiếng không được đụng vào họ Muốn an toàn hơn thì phải sau 12 tiếng Lúc đó thần thức họ mới thật sự rời đi rất nhiều người không nắm vững vấn đề này ngày nay lúc bệnh đều ở bệnh viện bệnh viện thấy bệnh nhân nguy cấp liền cấp cứu như thế là hỏng khi cấp cứu giống như đang ở địa ngục vậy người đau đớn họ rất hận quý vị vì thế người ngày nay không thể chết khi chết ở bệnh viện rất có thể họ đọa vào địa ngục như thế làm sao được? vậy ừ. thì sự việc này người không học phật không biết được người có học phật hiểu rõ khi mất nên đến ở đâu tốt nhất là đạo tràng nhà phật vì sao vậy mọi người đều hiểu biết cách chăm sóc quý vị à. số... khi gần mất người thân trong gia đình nên cách ly họa ra vì sao vậy Sợ họ có thân tình Đến lúc đó chịu không được lại khóc la ầm ĩ Như thế sẽ ảnh hưởng đến việc giảng sanh của người này Họ lại động lòng Quyện luyện không đành lòng Cuối cùng niệm Phật một đời uổng công rồi Những thường thức này Bà con quyến thuộc ngày thường phải thường nói đến Để cho mọi người đều biết Lúc làm chung mới có thể bình tĩnh mà đi được Không nên làm chướng ngại Đó thật là báo ân Người thân quyển luyến lại ồn ào khóc lóc Đó là hại họ Đưa họ vào ác đạo Toàn là sai hết